Hí hửng tưởng ra An mua váy cho mình, Mai Anh sững người khi phát hiện ra đó chính là chiếc váy Phương vừa mặc hôm trước. Mai Anh, Minh Thu được bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh nhận vào làm ở phòng truyền thông của công ty. Dù Gia An, Lãnh Thanh không thích điều này, nhưng một khi bà nội đã quyết thì anh cũng không thể làm gì khác. Gia An là phó giám đốc công ty, vậy từ nay, Mai Anh sẽ là cấp dưới của anh, thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với anh chàng người yêu cũ mà cô muốn có lại bằng được này. Công ty sắp kỷ niệm, Mai Anh trình Gia An bản kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm. Từng là người yêu nên Gia An biết rõ event, tiệc tùng là sở trường của Mai Anh. Anh xem qua bản kế hoạch rồi đồng ý kế hoạch của Mai Anh trình lên. Mai Anh tình cờ nhìn thấy một chiếc túi trên mặt bàn phòng làm việc Gia An, cô không chút ý tứ, tự tiện cầm chiếc túi lên. Nhìn thấy chiếc váy trong túi, Mai Anh hí hửng khen Gia An thật biết cách làm cô bất ngờ, bảo sao yêu thế. Tuy nhiên, khi Mai Anh cầm chiếc váy đó lên, cô phát hiện đây chính là chiếc váy mà hôm qua cô nhìn thấy Phương, Việt Hoa mặc. Mai Anh sẽ phản ứng như thế nào với tình huống này? Bà Lan dự định sẽ tuyên bố giao toàn quyền điều hành công ty La La cho Gia An để chặn lại kế hoạch mở shop hàng hiệu của cháu trai. Ông Kình, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ, phó giám đốc công ty đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực của bà Lan. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh ở công ty La La không chỉ hỗ trợ bà trong việc điều hành công ty mà còn hỗ trợ việc gia đình. Để mắt tới Gia An, Lãnh Thanh, ông Kình báo cho bà Lan biết Gia An vẫn đang âm thầm thực hiện kế hoạch kinh doanh của riêng mình. Đó là mở shop hàng hiệu. Biết thông tin này, bà Lan quyết định trong buổi kỷ niệm ngày thành lập công ty sắp tới, bà sẽ chính thức tuyên bố rút lui khỏi vị trí giám đốc, giao toàn quyền điều hành công ty cho cháu trai. Ông Kình vẫn chưa yên tâm về Gia An trong việc gánh vác công ty. Liệu nghe quyết định này của bà Lan, ông có phản đối? Hơn nữa, Gia An vốn chẳng hứng thú với những việc bà giao, nay bà lại đường đột tuyên bố như vậy, Gia An sẽ phản ứng ra sao?